cả ngày thứ nhật rồi con ơi, nói thiệt đó, mình cứ nghĩ ngày thứ nhật đi cho nó khỏe. Hả ông ơi, nghỉ ngày thứ nhật đi. Con đi làm mà chết được cũng vậy thôi. Cái sức khỏe là trên hết. Làm gì thì làm, cả người ta khắc không có cách nào cả người ta. Phải không Hiếu? Cứ ngày